Thủy Nguyễn có phải là chị Thủy của ở bên Houston không? Dạ vâng ạ, xin nếu là chị Thủy, xin mời chị Thủy viết câu hỏi vào phần Q&A này để chúng tôi đọc lên, để tránh cái những câu hỏi đã được lặp đi lặp lại rồi, là xin mọi người viết câu hỏi vào đây. Theo chương trình thì trong khi chờ mọi người viết câu hỏi vào đây thì có cái sự việc trình bày ý kiến của ông Tiến Nguyễn, không biết ông có mặt tại phòng bây giờ hay không ạ? Hoặc là cũng có thể có cái sự chia sẻ của ông Dương Xuân Lương, là một người cũng đã đứng ra để mà làm cái vụ kiện để đòi lại các cơ sở cơ ngơi của đạo Cao Đài. Vâng, đây là câu câu hỏi của bà Thủy Nguyễn, là đề nghị giải pháp sửa sai từ Mặt trận Tổ quốc Tây Ninh. Chúng tôi đề nghị Mặt trận Tổ quốc Tây Ninh, Ban Tôn giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Trung ương thấy sai phải sửa sai ngay bằng một văn bản chỉnh lý để thay thế văn bản nhầm lẫn cũ, để tránh gây thêm tội phạm tiếp tục từ địa phương đến trung ương. Nếu không sửa sai văn bản bản án kể trên thì nhà nước Việt Nam đã công khai vi phạm trầm trọng Điều 5 và Điều 6 Hiến pháp Việt Nam và sự ký kết Công ước Quốc tế số 18. Sửa sai văn bản đã nhầm lẫn mà gây tổn thương nhân dân là cần thiết, không chậm trễ, là thiện chí và quyền hạn có được, là văn hóa của nền văn hiến Việt Nam, thể hiện sự quan tâm đến nhân dân. Mọi sự khen ngợi hay tri ân của các cán bộ nhà nước sau này đối với Cao Đài gốc 1926 chúng tôi vẫn không thay thế được. Văn bản chỉnh sửa cái sai đó là sự chính đáng mà quý bạn từ cơ sở đến các cấp trung ương cần thể hiện cho một nhà nước trước nhân dân và toàn cầu. Dạ vâng, để mà chúng ta tiết kiệm thời gian đấy, tôi đề nghị là cứ ban tổ chức, cứ việc ban kỹ thuật, cứ việc mở cái mic ra cho những quý vị mà có ý kiến đó, họ có thể phát biểu trực tiếp thay vì phải đánh máy. Vâng, xin quý vị cứ tiếp tục giơ tay, chúng tôi sẽ mở mic ra theo lời yêu cầu. Và trong chương trình không biết là thầy Thích Vĩnh Phước còn ở đây hay không. Trong khi chờ đợi thì xin mời ông Nguyễn Thanh Sơn ạ. Vâng, xin mời ông Nguyễn Thanh Sơn. Và nếu ông Nguyễn Thanh Sơn chưa sẵn sàng thì có một người khác tên là Mỹ Lương. Vâng, xin mời ạ. Tôi là Dương Xuân Lương ạ. À vâng, xin mời anh Dương Xuân Lương. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Cảm ơn quý vị trong ban tổ chức đã mở hội luận chủ đề Đạo Cao Đài thách đố và triển vọng để quốc tế hiểu rõ về Đạo Cao Đài hơn. Trong vấn đề chính yếu của người Đạo Cao Đài bây giờ đó, tôi nghĩ rằng mình phải biết mình và biết người, biết rằng quốc tế giúp cho mình được điều gì và mình phải làm được điều gì. Trong vấn đề bản án Cao Đài, trước đây, nhà nước Việt Nam đã trả lời rất rõ ràng là sẽ không xét lại vấn đề đó. Mà trong tình thế của người Đạo Cao Đài bây giờ là chúng ta đã làm được một việc rất lớn, đó là giúp quốc tế hiểu được rằng Đạo Cao Đài 1926 và Chi phái 97 là hai tổ chức tôn giáo khác nhau. Đó là một thành quả phi thường và chúng ta cũng đã bảo vệ được danh hiệu đạo, không cho chi phái chiếm độc quyền danh hiệu đó. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã có báo cáo viết rất rõ ràng Đạo Cao Đài
và chi phái chính bảy là hai tổ chức tôn giáo khác nhau. Bây giờ chúng ta vận dụng ngay những thành quả có được đó để đi tới một bước tiến rất cần thiết. Đó là yêu cầu nhà nước Việt Nam phải thực hiện quyết định 124 tại điều số 2. Trong đó xác định quyền hành đạo của người đạo Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh, tại Báo Ân Từ, vân vân. Thì cái điều đó chính chính phủ Việt Nam đã xác định. Bây giờ người đạo Cao Đài có thể thỉnh cầu quốc tế tác động đến chính phủ Việt Nam để chính phủ Việt Nam phải tôn trọng văn bản pháp lý mà họ đã ký. Như vậy đó, quốc tế sẽ giúp chúng ta hữu hiệu hơn. Còn nếu mà chúng ta trở lại những vấn đề lịch sử đó, thì tôi e rằng quốc tế cũng không có thời gian để giúp chúng ta. Và khi chúng ta được làm chủ tại Tòa Thánh Tây Ninh, được có địa điểm sinh hoạt, thì mọi cái sau đó nó sẽ bị diễn tiến. Cho nên chúng ta phải chọn cái vấn đề gì là vấn đề gốc. Vấn đề gì mà khi quốc tế tác động được, chỉ cần một điểm đó, thì chúng ta sẽ xoay sở ra hết tất cả những điểm khác. Chúng tôi chọn vấn đề ở đây là thỉnh cầu quốc tế, thỉnh cầu BBSOS tiếp tục giúp đỡ cho quốc tế hiểu được rằng quyết định 124 tại điều 2 đã xác định quyền hành đạo của người đạo Cao Đài. Thì quốc tế tác động để chúng tôi được quyền hành đạo tại đó. Khi chúng tôi được quyền hành đạo tại đó, thì mọi vấn đề khác nó sẽ tuần tự được giải quyết. Xin thành thật cảm ơn ban tổ chức. Thành thật cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, quý đồng sự trong tổ chức BBSOS là những ân nhân đã giúp cho người đạo Cao Đài bảo vệ được danh hiệu của mình và mở ra một triển vọng lớn là được hành đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh, cũng như mở ra triển vọng đạo đời hòa nhập, là các thiền nhân quân tử, các tổ chức nhân quyền cũng chung vai sát cánh với các tổ chức tôn giáo để xây dựng một xã hội hòa bình, dân chủ, tự do trong bác ái và công bằng. Nam mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Tôi xin dừng ý kiến của mình ở đây. À, vâng, tức là ý kiến của ông Dương Xuân Lương là không cần thiết phải quay lui lại cái văn bản mà vẫn được mệnh danh một cách không chính xác là bản án Cao Đài. Có lẽ chỉ cần một cái bài phân tích rằng đó không phải là bản án, rằng đó không có cái tính cách chính danh, rằng này không phải là vấn đề Cao Đài mà chỉ là một số cá nhân là chức sắc Cao Đài. Thành ra nó hoàn toàn vô dụng và vô ý nghĩa đối với cái tình trạng hiện nay, cái hoàn cảnh hiện nay của đại đa số tín đồ Cao Đài, đúng không ạ? Và trong khi đó thì nó có những cái quyền lợi và bức thiết của người Cao Đài, người theo đạo Cao Đài, thì chúng ta cần phải đấu tranh bằng một cái phương cách khác sau khi một cái tuyên ngôn, một cái bài phân tích. Thì bây giờ là đòi cái quyền được sử dụng các cái cơ ngơi của đạo Cao Đài mà chiếu theo luật Việt Nam và luật quốc tế thì không thể, nhà nước không thể ngăn cản được. Vâng. Bây giờ xin mời quý vị nào có ý kiến nào khác về vấn đề này hoặc là về những vấn đề mà đã được trình bày bởi các diễn giả không ạ? Dạ bây giờ có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là của ông Nguyễn Thanh Sơn, là ông Sơn mong rằng quốc tế và Liên Hợp Quốc có tiếng nói với chính phủ Việt Nam đúng mức hơn để đạo Cao Đài được tự do tu hành đạo. Đây là một cái ý kiến và một câu hỏi từ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam rằng BBSOS có mời chi phái 1997 tham gia họp kỳ này không? Nếu không, quý vị có ý mời họ lần sau hay không? À vâng, xin cảm ơn cái lời kêu gọi của Nguyễn Thanh Sơn. Vấn đề quốc tế có quan tâm đến mình hay không đó là do chính mình, là phần lớn. Bên Cao Đài đã đổ rất nhiều công sức để đào tạo người chuyên về viết báo cáo. Mỗi lần mà có bất kỳ một cái sự kiện gì mà xảy ra mà bị bức bách là lập tức có bản báo cáo ngay. Hồi nãy ông Dan Nado của Bộ Ngoại giao Mỹ có nêu lên là hồi tháng 9 vừa rồi thì đã có 3 trường hợp chức việc của bên và tín đồ Cao Đài đã bị gọi lên
làm việc với công an thì họ biết ngay. Làm sao mà họ biết được là vì bất kỳ ai mà bị bất kỳ cái sự nhiễu nhương nào là lập tức có bản báo cáo gửi cho Liên Hợp Quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ và các tòa đại sứ và nhiều cái cơ quan nhân quyền khác ở trên thế giới. Thành ra khi họ biết thì họ mới can thiệp được cho mình. Là cái điều đó rất là cái lời yêu cầu đó rất là chính xác, nhưng mà khởi đầu là phải chính người Cao Đài và những thành viên các tôn giáo khác mà bị bức hại đó là phải làm bản báo cáo. Anh Tiến, ông Nguyễn Đình Tiến rất tiếc là hình như là không có tham gia ngày hôm nay, là cái người mà giúp rất nhiều trong vấn đề mà soạn lại và dịch các cái tài liệu báo cáo và có thể cho một số thống kê. Bên Cao Đài có lẽ là đóng góp nhiều bản báo cáo nhất cho Liên Hợp Quốc về tình trạng tôn giáo ở Việt Nam bị bách hại như thế nào. Về cái câu hỏi là có mời chi phán 1997 hay không đó, thì hiện nay chưa mời. Cho tới khi nào mà họ ngưng cái vấn đề mà bách hại những tín đồ Cao Đài không cùng chung cái tổ chức tôn giáo của họ thì chúng tôi sẵn sàng mời thôi. Khi mà họ đi theo nhà nước, khi mà họ chấp nhận làm cái vai trò quốc doanh, họ tuân thủ theo những cái chỉ thị của Đảng Cộng sản, đó không phải là cái tội. Nó cũng nằm trong cái định nghĩa là về tự do tôn giáo hay niềm tin. Họ tin vào nhà nước, đó là quyền của họ. Chúng ta phải tôn trọng. Tuy nhiên, cái điều mà không thể chấp nhận được là họ lại đi bách hại những người thuộc một tôn giáo khác. Đó là đạo Cao Đài, còn họ là một chi phái. Ra sau đẻ muộn mà lại chiếm lĩnh cơ ngơi của một cái tôn giáo ra trước họ đến 3/4 thế kỷ. Thì cái điều đó không chấp nhận được. Nên chúng tôi không thể mời và hợp tác với những người mà vi phạm nhân quyền. Chứ không phải vì họ là chi phái 1997. Nếu họ ngưng tất cả những cái hành vi vi phạm nhân quyền, chúng tôi sẵn sàng mở ra cái bàn tròn, tôi sẵn sàng mời họ, và quốc tế cũng sẵn sàng mời họ tham gia những cái hội nghị quốc tế hoặc hội nghị khu vực Đông Nam Á. Dạ vâng, xin xin cho biết những cái câu hỏi nào khác hoặc là những góp ý nào khác ạ. Vậy kế tiếp là thầy Thích Thông Siêu có ý kiến. À vâng, xin mời thượng tọa Thích Thông Siêu. Mô Phật. Qua buổi hội luận từ đầu đến cuối thì thầy có cái góp ý cho đạo Cao Đài, vì thầy cũng có tham gia những cuộc họp của anh chị Cao Đài rất là nhiều, trong tính ra thời gian cũng là 2 năm. Nhưng xong có buổi hội luận hôm nay, thầy có 2 cái điều góp ý rất là rõ ràng và thực tiễn theo ý của anh ta hồi nãy và các cái ý của hòa thượng. Giờ chúng ta mà đi theo quá khứ mà mò tìm quá khứ nữa thì rất tốn thời gian. Thứ nhất, rất tốn nhân sự, và thế giới nó cũng không biết ở đâu nó mò ra để nó theo mình, để nó ủng hộ mình. Đó là cái thứ nhất mình thất bại. Đó là có quả mù của Cộng sản Việt Nam đang cần chúng ta. Cái đó chúng ta sai lầm. Bây giờ chúng ta là cái thứ ý thứ hai và cái thực tiễn nhất để cho ban pháp lý hiện tại của BBSQS và thế giới nhìn nhận từ đây cho đến về sau, để người ta họ đi song hành với mình, họ nương với mình, họ giúp mình thành lập lại và lấy lại những cái gì như ý của anh Thắng nói, thì chúng ta phải áp dụng cái luật của nhân quyền hiện tại mà Việt Nam đã ký về tự do tôn giáo và niềm tin, và pháp luật mới nhất của Việt Nam hiện giờ chúng ta bước lên thành lập lại từ đầu với phương cách gọi là xin phép theo pháp lý rõ ràng như vậy. Chúng ta còn những cái bằng chứng quá khứ để lại là bằng chứng cần mình trưng ra, chứ không có đi mà theo cái quả mù của Cộng sản, vì Cộng sản nó tung quả mù trước năm 2018, nó chưa ký cái hiệp định và quốc tế tự do tôn giáo, thì chúng ta mò ra thì quốc tế cũng mò ra không lái cái gì giải quyết được cái vấn đề này, nó mù đến mù. Nên tôi góp ý, cái ý thứ hai là cái ý cơ bản nhất là chúng ta thành lập lại từ đầu và nuôi dưỡng cái nòng cốt và cái lực lượng của tuổi trẻ. Chúng ta áp dụng với luật của Việt Nam hiện tại đã ký với quốc tế về quyền tự do và tín ngưỡng niềm tin. Để đó quốc tế họ mới thấy rõ là tự do tôn giáo chỗ nào và chính quyền sai chỗ nào. Và ý anh ta mà nãy rất là hay. Anh mới có ban pháp lý hiện tại mới có để mà dìu chúng ta đi từng bước lại
vì chúng ta có đầy đủ, nhưng mà không thể lấy quá khứ để lấy lại cái hiện tại được. Lấy quá khứ để chứng minh cho hiện tại chúng ta đi đúng, cứ không thể mà làm như vậy thì mãi 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 là mình cứ theo bóng của cộng sản, thì mình chết dần y như là những vị hòa thượng càng già càng chết mắt cái rồi hoàn toàn là mình trắng tay. Đó là cái này là tôi tài góp ý, đó là rõ ràng và thực tại nhất. Xin hết, cảm ơn ban tổ chức. Vâng, xin cảm ơn thượng tọa Thích Thông Siêu. Chúng ta còn có khoảng 8 phút nữa cho cái phần tham luận đoàn ngày hôm nay. Vâng, người kế tiếp là chị cô bà Thái Tăng Di Hạnh có giơ tay. Là vâng, xin mời chị Di Hạnh. Xin mở mic ạ. Trong khi chờ chị Thái Tăng Di Hạnh thì có Trần Quốc Tiên. À vâng, mời chị Hạnh. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Câu hỏi của tôi là lấy cái quá khứ để áp dụng cho hiện tại. Và có thể là hồi nãy tôi có trình bày bằng tiếng Anh là tôi yêu cầu thực hiện cái quyết định 124 cái điều 2 đó. Thì thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, góp ý như thế nào là cái thành phần nào của quốc tế có thể giúp chúng tôi về mặt pháp lý để thực hiện cái điều 2 quyết định 124 đó, là cho dùng một số cơ ngơi để chúng tôi sinh hoạt. Dạ xin hết ạ. Dạ vâng, để trả lời cái câu hỏi của chị Di Hạnh đó, thì quốc tế nó không có một cơ chế để mà can thiệp nội bộ vào một bất kỳ quốc gia nào hết như là Việt Nam, ngoại trừ một số cái biện pháp chế tài. Và muốn mà có được cái sự ủng hộ và yểm trợ của quốc tế thì chúng ta phải đi bước đầu, ta phải có cả một cái lộ trình, chẳng hạn như 5 bước, 7 bước. Và đến từng chặng một thì chúng ta chỉ ra cho quốc tế biết rằng họ có thể can thiệp và yểm trợ cho chúng ta ở những cái chặng nào và bằng cách nào. Ví dụ như là phải có một cái nỗ lực dùng pháp lý, nói rằng theo cái quyết định 124 thì chúng tôi là tín đồ Cao Đài, được nhà nước Việt Nam bảo vệ và được quyền sử dụng tất cả cơ ngơi. Bây giờ quý vị nói rằng chúng tôi phải đi qua ông Nguyễn Thành Tám là chi phán 1997. Tại sao như vậy? Bởi vì rõ ràng hai bên khác nhau cơ mà. Đây là tài sản của chúng tôi, tự dưng nhà nước giao cho ông Nguyễn Thành Tám thì thôi tạm thời chúng tôi cho ông ấy sử dụng chung với chúng tôi, cùng là tín đồ Cao Đài. Ông ấy ta tự gọi mình là tín đồ Cao Đài, chúng tôi không nghĩ rằng ông ta tuân thủ tất cả mọi cái luật đạo của chúng tôi, nhưng mà tạm thời trong khi mà còn đang giải quyết cái vấn đề tranh chấp chính danh dài lâu thì chúng tôi vẫn phải được quyền sử dụng, đúng không ạ? Chúng ta phải dùng cái luật Việt Nam và rồi vận động quốc tế yểm trợ cho cái đòi hỏi của chúng ta, thì như vậy thì chúng ta mới có thể huy động được cái lực lượng quốc tế đứng cùng với chúng ta. Giờ xin mời ông Trần Quốc Tiến. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thắng. Qua sự trình bày của anh Thắng cũng như Mai Lương, cũng như sự đóng góp của Ngài Hòa Thượng Thích Thông Siêu, qua những cái sự đóng góp đó em rút ra được một việc. Thì chúng ta cũng không cần phải lùi lại cái thời gian mà nó mất cái thời gian. Cũng như Ngài Thích Thông Siêu nói đó, chúng ta càng kéo dài cái thời gian thì chế độ cộng sản nó đang sử dụng qua mù. Thì những cái người mà hiểu biết về cái quá khứ đó thì họ sẽ chết dần chết mòn. Thì cái thế hệ trẻ đó tấn lên đó, nó cũng không nắm bắt được. Thì cái nền đạo nó sẽ rất là nguy kịch, nó nguy hiểm. Chính vì cái này đó đó mà em xin có một ý kiến như vậy. Chúng ta sẽ dùng theo cái luật, cũng giống như anh Thắng nãy mới vừa nói đó, tiến sĩ mới vừa nói là chúng ta sẽ dùng theo cái luật của Việt Nam, rồi căn cứ theo cái luật Việt Nam đó đó, chúng ta làm một phép thử đối với chính quyền Việt Nam có sửa sai hay không. Chúng ta sẽ căn cứ vào cái quyết định 124 của chính phủ Việt Nam, rồi từ đó, đó tại điều 2 thì từ đó đó chúng ta thực hiện cái điều 2, yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thực hiện đúng cái điều 2 đó trước cái sự chứng kiến, trước cái sự kiểm chứng của các cơ quan quốc tế, để coi mình làm một cái sự kiểm chứng coi chính quyền Việt Nam nó có tôn trọng về cái
những cái luật mà họ đã đưa ra hay không, những cái quyết định của họ chính họ đã ký thì họ có đưa ra hay không. Riêng với người đã có đài đó thì trong cái tổ chức của chúng tôi đó thì vẫn tôn trọng về cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và niềm tin của họ. Thì nhà nước cấp pháp nhân cho ông cho chi phái 1997 thì nhà nước phải có trách nhiệm, phải có bổn phận cung cấp cái miếng đất nào đó để cho chi phái 1997 hoạt động. Còn cái này là nhà nước xác định rằng đây là của người đã có đài năm 1996 thì phải trả lại cho chúng tôi để sinh hoạt. Thì mình làm một cái phép thử như vậy để coi coi chính quyền Việt Nam mình nó có thực hiện đúng với là cái hiến pháp đó hay không mà họ đã ký. Thì đó là một cái vấn đề, cũng như em góp ý, em ghi lại những cái ý kiến của ngài Thích Thông Siêu, của anh Thắng, của Mai Lương, cũng như của chị Thái Thăng Di Hạnh vừa rồi. Thì chúng ta sẽ đề sâu vô để nhờ bên chỗ của luật sư Tam đó thì mình có thể mình phân tích. Rồi từ đó, đó mình sẽ nhân ra, nhân rộng ra, rồi mình phát triển ra. Thì cái người đã có đài đó, họ thấy được cái điểm đó. Rồi họ mạnh dạn, họ sẽ cùng với mình đòi hỏi cái miếng đất đó, đòi hỏi cái cơ sở đó. Chỉ cần một cơ sở thôi, tại Tổ đình Tòa Thánh thôi, thì chúng ta sẽ có tất cả mọi việc thì nó sẽ thuận lợi hơn. Dạ vâng, em xin hết cái phần ý kiến của em và xin cảm ơn anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng như các anh chị em trong cái chương trình này. Dạ vâng, xin hết. Xin mời tiến sĩ Thắng mở mic. À vâng, xin cảm ơn Chánh trị sự Trần Quốc Tiến. Chúng ta còn thời gian cho một ý kiến hoặc một câu hỏi nữa ạ. Dạ vâng, nếu như không còn câu hỏi hoặc ý kiến, chúng tôi xin đóng cái phần thảo luận ngày hôm nay là cái đề tài chủ điểm là đạo Cao Đài. Cái tham luận đoàn thứ hai tập trung vào phân tích tình trạng của đạo Cao Đài từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay. Những cái căn nguyên tạo nên cái vấn nạn các tín đồ Cao Đài đang phải đối mặt. Nhưng mà chúng ta cũng đã nói sơ về một số các giải pháp, thì giải pháp sẽ là cái buổi thổi hội luận cái phần thứ ba và thứ tư, tham luận đoàn thứ ba và thứ tư vào ngày mai, cũng bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ Hoa Kỳ vùng miền Đông, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Chúng ta sẽ có những cái vị chức sắc chức việc của bên đạo Cao Đài phát biểu, và cũng sẽ có phần góp ý của những chuyên gia, của những tín đồ Cao Đài, của các cái thành viên của những cộng đồng tôn giáo khác và sắc dân bản địa như là người Hờ Mông hoặc là Tây Nguyên. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị quay trở lại và phổ biến thông tin về cái cuộc hội luận này càng rộng rãi càng tốt cho ngày mai. Bởi ngày mai là cái ngày hết sức là quan trọng. Chúng ta đã nhận định được đâu là vấn nạn, đâu là căn nguyên của vấn nạn. Thì bây giờ cái bước kế tiếp là đi tìm giải pháp. Cái buổi tham luận thứ ba sẽ tập trung vào những gì đã làm và từ đó rút ra những cái bài học hay, những cái kinh nghiệm, những cái công thức mà chúng ta đã thử nghiệm. Rồi cái buổi thứ tư, tức là cái tham luận đoàn thứ tư đó, sẽ tập trung vào cái sách lược sẽ được đề ra và chúng tôi hy vọng là sẽ tổng hợp lại được trở thành cái đại sách lược cho tất cả những tín đồ Cao Đài mà quan tâm đến cái vận mạng của tôn giáo mình, sẽ chia nhau ra để mà thực hiện hoặc là cùng với nhau hợp sức để mà thực hiện. Và chúng tôi cũng mong rằng sau đó thì cũng làm những cái chương trình tương tự như vậy cho nhiều tôn giáo khác, và rồi cũng đưa ra những cái đại sách lược cho từng tôn giáo một để chúng ta giành lại cái quyền tự do tôn giáo rất chính đáng mà được bảo vệ bởi Hiến pháp Việt Nam cũng như bởi luật quốc tế. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người và xin hẹn gặp lại vào ngày mai.